Ừ, xin sư giảng cho con được hiểu rõ lợi ích của lời nói chân thật là gì. Ví dụ trong trường hợp bệnh nhân bị cancer tức là bị uh, uh, ung thư nhưng bác sĩ nói dối để chứng an thì trong trường hợp này lời nói dối này có nên nói không? Khi mà chúng ta muốn chứng đắc đạo quả đó thì chúng ta bắt buộc phải tôn trọng sự thật. Chỉ khi nào chúng ta tôn trọng sự thật thì chúng ta mới có thể nhìn thấy sự thật. Còn nếu như chúng ta viện lý do này, lý do kia để mà chúng ta không có gìn giữ sự thật á, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà nhìn thấy được con đường giải thoát. Bởi vì con đường giải thoát là con đường tìm kiếm sự thật. Cho ừ. nên đó là cái lợi ích của lời nói chân thật bởi vì khi chúng ta nói là chân thật có nghĩa là sao cái mục đích duy nhất mục đích duy nhất là mình tôn trọng sự thật quý vị phải hiểu tại sao mà mình giữ cái này mục đích là mình tôn trọng sự thật chính bởi vì mình tôn trọng sự thật cho nên mình sẽ không nói cái gì nó đi ngược lại với sự thật tuy nhiên ở trong kinh tạng có lần ngài Ananda hình như hình như tôi không chắc nói chung là có một vị tỳ kheo bạch với thế tôn bạch rằng bạch thế tôn con nghĩ rằng à, là cái gì thì cũng nên nói cái tức tức là cái gì cũng nên nói sự thật thì đức thế tôn nói không phải như vậy có những sự thật mà khi nói ra đó nó làm hại đến người khác thì không có nên nói và không phải cái gì mình cũng nói ừ. có những khi mình sẽ thấy cái sự thật này không nên nói thì mình có thể giữ im lặng ừ. có thể giữ im lặng ví dụ như một vị tỳ kheo khi mà vị này vào thức thực ở trong một cái ngôi nhà đó trong khi chờ gia chủ đem thực phẩm đến cúng dường thì vị này thấy con ngỗng nó ăn cái viên ngọc. Do cái người thợ là người thợ Kim Hoàng ha. Nó ăn cái viên ngọc, viên ngọc rất là quý do nhà vua uh, giao cho người uh, người thợ này đó để uh, làm trang sức thì viên ngọc rất là quý. Thì khi người người thợ đi ra thì thấy mất viên ngọc rồi. Mà ở đây thì chỉ có uh, cái ông sư ở đó thôi và vị này nóng phải nói là rất là sốt ruột bởi vì mất viên ngọc thì có thể chết vì này gặn hỏi ông sư là sư có thấy cái viên ngọc ở đâu hay không nhưng mà vị tỳ kheo á biết là nếu như mà mình nói thì con ngỗng nó sẽ chết cho nên vị này giữ im lặng và cái người thợ kim hoàng á, do người này quá xúc ruột đi cho nên là mới đánh đánh ông sư để cho ông khai ra ông khai ra là ông ông biết viên ngọc ở đâu hay không ông phải khai ra thì trong cái lúc mà đang đánh ông sư như vậy đó thì máu máu nó máu nó văng ra máu nó văng ra thì con ngỗng nó nghe mùi máu nó chạy tới và nó bị tên bay đạn lạc uhm, bị cái đồ vật ném trúng đó và nó chết thì bị tỳ kheo mới thấy con ngỗng nó chết rồi mới hỏi là cái con ngỗng nó chết chưa và khi con ngọ, khi được xác nhận con ngỗng đã chết rồi đó thì vị Việt khe mới nói là hồi nãy người ta thấy cái con ngỗng đó, nó ăn mổ bụng con ngỗng là là sẽ thấy nhưng mà hồi nãy nếu mà nói thì con ngỗng nó sẽ chết nhưng mà bây giờ con ngỗng chết rồi thì à, nói được này, à, thành ra người thợ kim hoàng quỳ sụp xuống và sám hối thì từ cái chuyện này đó chúng ta thấy là có những chuyện mà nếu như mình sẽ thấy đó, Mình sẽ thấy Nói sự thật đó, Thì nó sẽ đem lại sự tổn hại Đến người này hoặc người kia Thì chúng ta có thể giữ im lặng Giữ im lặng là cách duy nhất Mà Đức Phật đề nghị ừ. Có một số vị Có một số vị khuyến khích Uh, hoặc nói chung là uh, không có cấm cái chuyện là một cái lời nói dối mà không có hại ai hoặc là nói dối mà đem lại lợi ích cho người khác thì uh, sư thì sư không đồng ý bởi vì nói dối thì vẫn cứ là nói dối thôi uh, nó giống như có có một anh hôm ảnh ảnh nhận được cái uh, cái tin nhắn cái tin nhắn của một người của một người nói với ảnh là hẹn hẹn gặp hẹn qua quán cà phê và xin lỗi xin lỗi ảnh xin lỗi một cái một cái chuyện đó là tôi nói trước tôi xin lỗi anh tại vì tôi đã tôi đã ngủ với vợ anh nhưng mà tại vì cổ không có cho tôi biết là cổ có chồng và không có nói ờ, nhưng mà mãi vì sao tôi nghi vậy. tôi nghi cho nên tôi điều tra và tôi 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 tìm chồng của cổ tôi tìm ra anh thành ra là tôi tôi cho anh biết ờ, đáng lẽ thì tôi có thể im lặng nhưng mà tôi nghĩ là với vai trò là một người đàn ông người đàn ông với nhau thì tôi nghĩ là anh nên biết cái chuyện này thì quý vị cứ nghĩ đi thì trong cái trường hợp đó đó nếu như anh chồng anh không biết thì anh cứ vẫn cứ vui vẻ và nghĩ vợ mình là một người đức hạnh ừ? ờ, thành ra là có những chuyện có những chuyện thì không phải là giấu là tốt nhưng mà có những chuyện không phải cứ nói là tốt thì cái gì mà mình nhắm mà mình nói ra nó sẽ đem lại cái tai hại thì mình cứ giữ im lặng thôi ừ?